đuổi theo xe chở phạm nhân. Cô gái chỉ nói một câu nhưng ai nghe cũng xót xa. Ai có người yêu mà chẳng hy vọng được bên cạnh nhau. Nhưng cô gái này đã phải chịu một nỗi đau mà không ai mong muốn. Trong clip là cảnh một cô gái cùng bạn đuổi theo xe chở phạm nhân, mà trong xe chính là người yêu của cô. Dạ. Em biết rồi. Vì vi phạm pháp luật nên thanh niên này phải chịu hình phạt 4 năm 6 tháng tù để trả giá cho hành động sai trái của mình. Vì quá thương người yêu, cô gái nhờ bạn thân đuổi theo để nói với bạn trai lời tạm biệt. Hai chữ em nè, nghe mà thấy thương. Mới hôm qua còn bên cạnh nhau, khi đi đâu cũng có nhau, không rời nhau nửa bước. Thế mà hôm nay phải nhận lấy cuộc chia ly thế này là một điều quá đau đớn với một cặp đôi. Thật là một cuộc chia ly đẫm nước mắt. Đau đớn khi nhìn người yêu của mình vì rơi vào tù tội nên phải chấp nhận xa cách. Thời gian chờ đợi một người phạm tội trở về là cả một nỗi đau lớn với những người ở lại, nhất là ba mẹ và cô người yêu của anh. Vì thế trước khi làm điều gì đó sai trái, chúng ta hãy nghĩ đến người thân bên cạnh mình để không phải mang lại gánh nặng về sau cho gia đình các bạn trẻ nhé. Sau khi xem xong video, cộng đồng mạng đã để lại bình luận đồng cảm với cô gái như sau. Mẹ tôi cũng đã từng đi theo tôi như thế này. Nhìn qua lỗ trong xe, nước mắt rơi lã chã. Thấm thoát nhiều năm trôi qua và tôi đã trưởng thành. Nổi da gà luôn á, nghe mà xót xa quá. Hay, ai trong hoàn cảnh này mới thấu, đau lòng lắm. Mỗi người chúng ta cần sống tử tế và tuân theo pháp luật để không mang lại những hậu quả đáng tiếc xảy ra. Bạn cảm nhận như thế nào về sự việc này? Hãy comment bên dưới cho mình biết với nhé. Oh.